Xin chào các em học sinh lớp 8 trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Phú. Cô tên Tăng Thị Hồng Hạnh, là giáo viên giảng dạy bộ môn vật lý của trường. Hôm nay cô sẽ tiếp tục chia sẻ cho chúng ta kiến thức vật lý lớp 8, bài 18, câu hỏi và bài tập tổng kết chương 1 cơ học. Nội dung chính của bài học hôm nay, chúng ta sẽ đi tìm hiểu hai phần chính. Phần A là ôn tập, phần B là vận dụng. Ở phần B này, chúng ta sẽ tìm hiểu ba ý chính. Thứ nhất là trả lời câu hỏi trắc nghiệm. Thứ hai là trả lời câu hỏi tự luận. Thứ ba là áp dụng kiến thức để làm bài tập. Phần A ôn tập. Chúng ta sẽ áp dụng kiến thức trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa. Câu 13. Trong khoa học thì công cơ học dùng trong trường hợp nào? Chúng ta có câu trả lời. Trong khoa học thì công cơ học chỉ dùng trong trường hợp có lực tác dụng vào vật và làm cho vật chuyển dời. Câu 14. Viết biểu thức tính công cơ học, giải thích từng đại lượng trong biểu thức và cho biết đơn vị của công. Do công cơ học phụ thuộc vào hai đại lượng là lực tác dụng vào vật và làm vật chuyển giờ, nên chúng ta sẽ có công thức là A sẽ bằng F nhân F. Trong đó, F là lực tác dụng lên vật tính bằng đơn vị Newton, còn S là quãng đường vật đi được theo phương của lực tính bằng đơn vị mét, và A là công cơ học. Đơn vị của công cơ học là joule, ký hiệu là J. Câu 15. Phát biểu định luật về công. Ta có câu trả lời. Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Nếu được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại. Câu 16. Công sức cho ta biết điều gì? Em hiểu như thế nào khi nói công sức của một chiếc quạt là 35W? Chúng ta có câu trả lời. Công sức cho ta biết khả năng thực hiện công của một người hay một máy trong một đơn vị thời gian. Như vậy, khi nói công sức của một chiếc quạt là 35W, chúng ta có câu trả lời. Công suất của một chiếc quạt là 35W, nghĩa là trong một giây quạt thực hiện được một công là 35 joule. Câu 17. Thế nào là sự bảo toàn cơ năng? Nêu ba ví dụ về sự chuyển hóa từ dạng cơ năng này sang dạng cơ năng khác. Chúng ta có câu trả lời. Trong quá trình cơ học, động năng và thế năng có thể chuyển hóa lẫn nhau, nhưng cơ năng thì không thay đổi. Người ta nói cơ năng được bảo toàn. Và ở câu này, khi chúng ta nêu ba ví dụ về sự chuyển hóa từ dạng cơ năng này sang dạng cơ năng khác, thì chúng ta áp dụng kiến thức vừa học, nêu những ví dụ trong thực tế. Cô lấy ví dụ như là nước chảy từ trên cao xuống thì nó có sự chuyển hóa cơ năng từ thế năng trọng trường thành động năng. Ví dụ thứ hai là chiếc lá đang rơi, có sự chuyển hóa cơ năng từ thế năng trọng trường sang động năng. Hoặc là trường hợp thứ ba, mũi tên được bắn đi từ dây cung, có sự chuyển hóa cơ năng từ thế năng đàn hồi sang động năng. Qua phần B là vận dụng. Một la mã, phanh chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Chúng ta sẽ thực hiện câu số 5 trong sách giáo khoa. Để chuyển một vật nặng lên cao, người ta dùng nhiều cách. Liệu có cách nào dưới đây cho ta lợi về công hay không? Đáp án A là dùng rọc động. Đáp án B là dùng rồng rọc cố định.
Đáp án C là dùng mặt phẳng nghiêng. Đáp án D là cả ba cách trên đều không cho ta lợi về công. Thì để chọn được câu trả lời đúng thì theo định lực về công là chúng ta biết là không có một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Nếu được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại. Chính vì vậy chúng ta sẽ có đáp án, đó là đáp án câu D. Cả ba cách trên đều không cho lợi về công. Tiếp tục câu số 6. Một vật được ném lên cao theo phương thẳng đứng. Khi nào vật vừa có thế năng, vừa có động năng? Bốn đáp án. A. Khi vật đang đi lên. Đáp án B. Khi vật đang đi xuống. C. Chỉ khi vật tới điểm cao nhất. D. Cả khi vật đang đi lên và đang đi xuống. Như vậy trong trường hợp khi vật đang đi lên thì lúc này vật vừa có thế năng và động năng. Khi vật đang đi xuống, lúc này là thế năng chuyển hóa thành động năng. Câu C, chỉ khi vật tới điểm cao nhất, nghĩa là lúc này vật chỉ có thế năng trọng trường. Và câu D, cả khi vật đang đi lên và đang đi xuống. Như vậy chúng ta sẽ có câu trả lời là đáp án D, là cả khi vật đang đi lên và đang đi xuống. Câu số 6. Trong những trường hợp dưới đây, trường hợp nào có công cơ học? A. Cậu bé trèo cây. B. Em học sinh ngồi học bài. C. Nước ép lên thành bình đựng. D. Nước chảy xuống từ đập trắng. Để biết trường hợp nào có công cơ học thì các em đã học. Khi có lực tác dụng vào vật làm vật dịch chuyển một quãng đường thì lúc đó người ta nói lực đã thực hiện công cơ học. Như vậy chúng ta phân tích ở trường hợp 3. Ở trường hợp A, khi cậu bé trèo cây, nghĩa là có lực tác dụng lên cậu bé và làm cho cậu bé dịch chuyển được. Chính vì vậy, trường hợp này cậu bé đã thực hiện công. Trường hợp B, em học sinh ngồi học bài, thì trong trường hợp này không có lực tác dụng lên người học sinh và người học sinh này cũng không di chuyển được. Chính vì vậy, em học sinh này sẽ không thực hiện công. Trường hợp C, nước ép lên thành bình đựng. Khi nước ép lên thành bình đựng, nghĩa là có lực tác dụng lên thành bình nhưng không thể làm thành bình dịch chuyển được. Chính vì vậy trường hợp này là không thực hiện công cơ học. Trường hợp D, nước chảy xuống từ đập trắng, nghĩa là trong trường hợp khi nước chảy xuống nó có lực tác dụng vào vật và làm cho vật dịch chuyển theo. Chính vì vậy là trường hợp này có thực hiện công. Như vậy chúng ta sẽ có đáp án, đó là đáp án trường hợp A và trường hợp D là có thực hiện công cơ học. Phần 3 La Mã bài tập. Chúng ta vận dụng kiến thức làm bài tập số 5 trong sách giáo khoa. Một lực sĩ nâng quả tạ nặng 125 kg lên cao 70 cm trong thời gian 0,3 giây. Trong trường hợp này, người lực sĩ đã hoạt động với công suất là bao nhiêu? Như vậy dựa cả vào dữ kiện đề bài cho, chúng ta thấy dữ kiện thứ nhất cho quả tạ nặng 125 kg, ký hiệu là M, và nâng quả tạ lên độ cao 70 cm, đó là độ cao H, trong thời gian 0,3 giây, ký hiệu là T. Và ở đây để tính công suất là người lực sĩ là bao nhiêu thì ký hiệu là B, đơn vị là watt. Chúng ta có phần tóm tắt. Ở đây các em lưu ý, do độ cao H là 70 cm, để cho ra kết quả đúng thì chúng ta phải đưa về đơn vị là mét, là 0,7 m. Muốn tính được công suất của người lực sĩ, chúng ta sẽ áp dụng thức B bằng A chia T. Như vậy theo dữ kiện đề bài cho đã có thời gian T nhưng công thực hiện thì chưa có. Như vậy dựa vào khối lượng của vật, đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm trọng lượng của vật. Bằng cách áp dụng công thức B bằng M nhân 10, với M là 125 kg, thế vào chúng ta ra kết quả là 1250 N. Khi có trọng lượng vật, có độ cao H, chúng ta sẽ tính được công thực hiện của người lực sĩ.
bằng công thức là A bằng B nhân H. Dựa vào kết quả chúng ta thế vào thì ra được là 875 joule. Khi có công thực hiện A và thời gian T, chúng ta sẽ áp dụng công thức B bằng A chia T để tính công suất của người lực sĩ. Thế số vào chúng ta ra kết quả là 2916,7W. Chúng ta thực hiện thêm một bài tập. Một cần trục nâng một vật nặng có khối lượng 0,6 tấn lên độ cao 4,5 m trong thời gian 12 giây. Câu A, tính công thực hiện được của cần cẩu. Câu B, tính công suất của cần cẩu. Như vậy qua dữ kiện đề bài, các em thấy đầu tiên người ta cho khối lượng của vật nặng là 0,6 tấn, ký hiệu là M. Độ cao là 4,5 m, ký hiệu là H. Và thời gian là 12 giây, ký hiệu là T. Như vậy câu A, tính công thực hiện, ký hiệu là A, đơn vị là joule. Câu B, tính công suất thì ký hiệu là B, đơn vị là watt. Như vậy qua dữ kiện của đề bài chúng ta có phần tóm tắt. Đầu tiên chúng ta lưu ý cho khối lượng vật là 0,6 tấn thì các em phải đưa về đơn vị kg, đổi ra là 600 kg. Như vậy chúng ta phân tích ở câu A, muốn tính công thực hiện được chúng ta sẽ áp dụng thức là A sẽ bằng F nhân S hoặc là B nhân H. Như vậy dựa vào dữ kiện đề bài cho, đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm trọng lượng của vật. Chúng ta sẽ áp dụng công thức B bằng 10 nhân M, trong đó M có khối lượng là 600 kg. Thế vào chúng ta ra kết quả là 6000 N. Khi có trọng lượng của vật, có độ cao đưa vật lên là 4,5 m, chúng ta sẽ áp dụng công thức A bằng F nhân S hoặc là bằng B nhân H để tính công thực hiện của cần trục, hay là cái là công thực hiện của cần cẩu. Với B là 6000 N, H là 4,5 m, thế vào chúng ta ra kết quả là 27000 J. Tiếp tục phân tích câu B, muốn tính được công suất của cần cẩu, chúng ta sẽ áp dụng công thức là B bằng A chia T, với A vừa tính được ở câu A và T người ta cho là 12 giây. Như vậy chúng ta tính được câu B. Công suất của cần cẩu áp dụng rất là B bằng A chia T, với A là 27000 J, T là 12 giây. Thế vào chúng ta ra kết quả là 2250 W. Phần dặn dò, chúng ta thực hiện những bước sau đây. Thứ nhất là chép nội dung lý thuyết vào vở. Thứ hai là chúng ta học phần 1 la mã và làm bài tập phần 2 la mã của hướng dẫn học tập. Chúng ta học phần ghi nhớ bài 13, 15, 16, 17. Bài học hôm nay chấm dứt tại đây. Cô xin chúc các em học tập thật tốt. Cô xin chào các em.